Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay đến khu vườn của anh Tiến ở là Phong Điền đó các bạn. Thì cũng nhờ anh giới thiệu cho chúng ta một số cái cây mai để bà con mình giao lưu trong dịp Tết này. Rồi em chào anh Tiến ơi. Dạ, kính chào anh. Dạ, hôm nay có giới thiệu gì cho bà con mình để giao lưu đó anh, xin mời anh Tiến nha. Dạ, em có cái lô này của em cũng nhiều lắm, cũng khoảng cả trăm cây. Rồi. Thì em giới thiệu cho bà con là 8 cây, tại em phái số 8 này em giới thiệu 8 cây. Nhưng mà em lựa 8 cây là khá đẹp. Rồi, thì để... trong cái video thứ nhất thì 8 cây ha anh. Dạ. Đầu tiên 8 cây nha anh em. Dạ, là 8 cây này nói chung là mai tàn. Dạ. Nó không có đế. Rồi. Nói chung là tàn thôi, là bông thì Tết bà con chưng là đẹp. Rồi. Nếu mà không đẹp thì mình không có lấy tiền. Dạ. Vậy là cái clip đầu tiên anh Tiến giới thiệu cho mình là 8 cây nha anh em. Là chơi Tết năm nay luôn đó phải không anh? Dạ, chắc ăn Tết năm nay là bông phà. Rồi, đầu tiên nha anh em. Mình sẽ đi vòng cho bà con xem cái tàn của cây này. À, báo với bà con trước là cây này là không có đế nha. Không có đế nha anh em. Nó chỉ có tàn thôi. Tàn thôi. Thì tàn này nó tàn là tàn tròn luôn, tàn thông luôn. Dạ. Dạ, nói chung là nó bích chịch hết trơn. Rồi, cứ thuyết minh kỹ thuật cái nơi. Dạ, cây này á là mình chỉ ghép được có một mùa gửi thôi. Dạ. Dạ, mấy cây này là một mùa gửi. Thì nói chung là mình có một cái gì, bà con có mua cây của mình. Rồi. Thì mình nên khuyên bà con là chỉ dằn cọc cho mình 1 triệu. Rồi, 1 triệu thôi. Còn cái phần còn lại á, thì bà con nhận cây. Rồi bà con mới gửi tiền cho mình. Dạ. Là mình muốn là cái cây của mình á, để trong nhà bà con phải thiệt là đẹp. Đẹp. Chứ mình không có phận là mà bây giờ bà con kêu mình thôi giờ tôi mua cây này rồi chở lên đi rồi tôi gửi tiền. Tại vì mình không muốn vậy. Tại mình sợ á, là nhiều khi kỹ thuật của bà con chăm sóc không tới. Rồi nước non có bữa tưới bữa không. Thì cho nên bông nó nở sớm hay nở trễ. Rồi thuốc men thì không đầy đủ. Rồi. Thì Tết đó nhiều khi bà con mua cây mai của mình rồi ý y là nó sẽ nở. Dạ. Rồi lỡ cái bà con đem về cái nó không nở cái nó là hơi buồn. Rồi cái bà con phải tốn tiền ra chợ mua thêm cây nữa, vừa tốn tiền mà vừa tốn công mà không hiệu quả. Thì mình bà con mua cây của mình bảo đảm bà con 100% hiệu quả, bà con chỉ mua một lần, không phải đi lòng vòng. Rồi như vậy là thứ hai để... nữa là dạ. bông đẹp tàn nở gỗ. Yeah. Bà con mới trả tiền. Bây giờ lên mà nó không đẹp không gỗ thôi. Thua. Không tiền. Nó không lấy tiền. Mình sẽ hoàn lại. Đó cái là mình nói chung với bà con là cái chỉ có vườn mình mới làm cái tiêu chuẩn đó, còn nếu bà con mua mấy chỗ khác thì mình không biết, cái đó mình không phải ngành nghề của mình thì mình không có ý kiến, tại vì đối với mình thì mình phải có trách nhiệm. Khi bà con mua cây mình là mình phải có trách nhiệm cái chuyện đó, phải làm cho nó tốt để bà con được may mắn thì mình cũng được vui mà mình cũng có cái nguồn thu nhập cho bản thân mình. Hai bên đều vui hết phải không anh? Dạ đúng rồi. Hai bên đều vui hết, khách hàng vui, người bán vui luôn. Dạ thì em cũng có được cuộc sống ổn định thì em cũng mong bà con cũng được may mắn và tốt đẹp hết. Rồi. Thì cái đó em mới vui. Rồi, chứ mà thể... em được mà bà con không được em rồi, không vui. Rồi cụ thể vô số 1 đi anh. Dạ cây này là cây số 1. Nhưng tất cả ê. Tất cả là 8 cây này. 8 cây nha anh em. Là em bán với giá là bà con 1 cây 2 triệu. Rồi 1 cây 2 triệu. Dạ. Rồi anh Tiến có một cái món quà gửi cho bà con luôn rồi cho vị trí. Đúng ra là em bán 2 triệu rưỡi đó. Dạ. Nhưng mà trong 8 cây này em để bà con nào liên hệ trước với mình thì là 8 cây này là 1 cây 2 triệu. Rồi, quá tuyệt vời nha anh em. Dạ cây số 2 triệu. Cây này là cây này đề chữ chữ G đi. G bên kia có rồi. D D. Rồi chữ D1. Rồi D1 nha bà con. D1 là cây này là đẹp nhất nha. Rồi D1. 8 cây đồng giá 2 triệu nha anh em. Dạ, ưu tiên cho những bà con. Đó, bà con coi đây. 8 cây
mỗi cây có giá là 2 triệu, ưu tiên cho ai gọi điện thoại trước. Dạ rồi, số 2 đi anh ơi, D2. Rồi, số 2 là anh đây, em đi 8 cây dài xuống luôn. Đúng rồi, còn ở trong này nó cũng rồi. D2 nha bà con. Nè, cái hoành đó đó, tại nãy quên, nãy giờ mình quên đo chiều cao. Cái mình đo chiều ngang với chiều cao. Đúng rồi, cao với ngang được rồi anh ơi. Dạ. Cao ngang. Tại vì nó chạng chạng nhau đó. Dạ, này nó là 7 8 9 10 không à. Rồi. Dạ, em đo cao chiều... nhiêu anh? Cao từ cái miệng chậu lên đây nó là 45. 45. Ủa cái này đâu tầm 7 coi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Coi đúng cái chiều. Tầm 7 thôi. 1m1. 1m1. Dạ. Chiều cao 1m1. Rồi, cái D lại phải không? D1, đo cái tàn của D1, chiều rộng lên ơi. Chiều rộng là 1m2. À, chiều rộng 1m2. Rồi, của cây D2. D2 á, chiều rộng đi. Chiều rộng nó là 1m05. 1m05. Nó rồi. Sang ngang ngang nhau chút đỉnh. Dạ. Này em chưa ghi D2 phải không? Rồi, D2 luôn anh ơi. Đồng giá hết nha anh em, 2 triệu. Ưu tiên cho bà con liên hệ trước. Bỏ cho anh Tiến một số tiền để làm tin, rồi anh dạ. Tiến nhận là tới Tết hay trở về. Dạ. Đó là lời khuyên từ anh Tiến. D2 nha anh em. Cái này là mình bán những cây này là ưu tiên cho nội ô Cần Thơ là mình chuyên chở. Dạ. Còn ra ngoại thành thì còn cái thỏa thuận nữa. Tại vì đi xa nội chuyện chi phí cái nó hết trơn. Rồi, số 3 đi anh. Dạ, số 3 đây. Rồi, D3 nha anh em. Rồi, chiều cao tổng thể cái số 3 đi anh ơi, D3. 1m25. 1m25 nha anh em. Rồi, chiều rộng của D3 đi anh. Chiều rộng D3 là 1m05. 1m05 chiều rộng. Dạ, nó ngang ngửa không. Rồi, đồng giá 2 triệu. Đồng giá 2 triệu nha anh em. Cái này cây không có đế nha bà con. Không có đế, cây này không có đế. Nhưng mà bông thì thôi, tuyệt vời. Dạ. Rồi, số 4 anh ơi. Dạ đây. Số 4 anh em ơi. Chiều cao 1m1. Chiều cao 1m1. Mà tới Tết nó thằng phải nó còn tăng lên nữa. Chiều cao 1m1 nha anh em. Dạ. Rồi, chiều rộng của này là 1m. Cái này là D4 nha anh em. Dạ. Chiều rộng của D4 là 1m. Đồng giá 2 triệu hết nha anh em. Rồi, để em coi cái vị trí D4 này. Rồi, D4 nha anh em. Rồi, D5 anh ơi. Dạ, D5 đây. D5 nha bà con. Nó bít lù, không thấy đường đi. Người này nó xem không bà con xem ơi? Xem ngang không anh em ơi. Rồi, chiều cao, hảo thử đó anh em ơi. Dạ, 1m1. 1m1, D5. Chiều rộng của D5 đi anh. 1m05. 1m05. Rồi, cho vị trí anh ơi, D5. Dạ, D5 đây. Số 5 nha anh em. Số 5. Dạ, này là rồi, số 6 đi Tiến ơi. D6.
Rồi số 6 nha anh em. Số 6. 1m18 như 1m2 đó. Chiều cao của số 6 là 1m2, chiều rộng anh ơi. Chiều rộng là 1m05. 1m05. Dạ. Chiều rộng 1m05. Rồi cây này là số 6 nha anh em. Dạ. D6. D6. Rồi số 7 anh ơi. Số 7 nha anh em. Rồi số 7. Số 7 đây. Rồi chiều cao luôn Tiến ơi. Chiều cao là 1m05. 1m05. Anh Tiến đứng bên kia, anh Tiến đứng bên kia chiều rộng giùm em. Rồi chiều rộng của số 7 nhiêu anh? 1m05 luôn. Rồi chiều rộng 1m05 luôn nha bà con. Đồng giá 2 triệu 8 cây. Rồi em còn cây số 8 này đi. Số 7 đây nha anh em. Số 8 em phải số 8. Số 8 đâu anh? Số 8 đây. Cho bà con lựa cây số 8. Số 8 anh Tiến cũng vừa thích số 8. Số 8 là cây cũng đẹp. Rồi D8 nha anh em. D8. Chiều cao D8 đi anh ơi. Là 1m1. 1m1 nha anh em. Chiều rộng anh ơi, số 8. Chiều rộng nó là 1m1 luôn. 1m1 luôn. Cái này là không thấy đường. Không thấy đường gì. Quá trời nha bà con. Hãy giặt ra mới ghi rồi, được. Rồi trong cái clip này là đồng giá 2 triệu 8 cây. Thì tiếp tục anh Tiến sẽ giới thiệu tiếp. Nhưng mà mình kết thúc cái clip ở đây. Chưa còn 2 cây đại lộc anh. Rồi 2 cây nữa. Đây. Đồng giá luôn á sao anh? Không ạ. Cái này đại lộc nó khác à. Khác giá. Ừ. Rồi. Cây này hình... Cái này xù nha bà con. Xù. Đại lộc xù. Xù mà nói chung là nó rất là đẹp. Rồi. Nó như con cái đầu con sư tử vậy đó. Rồi. Nhưng mà đánh vị trí thứ 9 đó không anh? Dạ, D9. Số 9. Số 9 này giá khác nha anh em. Đại lộc. Dạ. Cái này nó phù đầu. Nó là mình đo nó chỉ có 1/2 thôi. Đúng rồi, anh mà cứ nó đẹp đặt thông số và giới thiệu đi, em sẽ ghi hình cho anh. Cây số 9 giá khác nha anh em, D9. Từ 1 tới 8 là đồng giá, số 9 là giá khác, do đây là đại lộc. Nó 2. Cái hoành 20. Dạ 20. Hoành 20. Nhưng mà cái trên cái thân này nó dữ lắm, nó như cái đầu con sư tử vậy đó. Rồi. Nó tới 42 lận. Rồi 42. Đó nó như con sư tử anh xong anh lên nha. Anh đi qua anh. Đó. Rồi đại lộc nha anh em. Có vị trí số 9. Giờ chiều cao của số 9 đi anh ơi. Chiều cao. Chiều cao nhiêu đọc giùm em anh Tiến ơi. Dạ 90. 90 nha anh em. Rồi độ rộng của em này đi anh. Độ rộng hả? Độ rộng của em đại lộc đứng bên kia anh Tiến ơi. Đứng bên kia. Dạ độ rộng. Độ rộng 105. 105 nha anh em. Cây này nó nút dữ lắm, anh cứ quay nút cho bà con coi. Cây này là 6 triệu. 6 triệu nha anh em. Dạ. Đại lộc. Nè, anh 6 cứ triệu. Quay nút, muốn quay chỗ nào quay nó, nút nó. Rồi bên tay cũng được, muốn thích chỗ nào quay chỗ đó. Mặt rất nhiều nút nha anh em. Là tay tết là phà luôn. Vô tư. Rồi, đại lộc 6 triệu.
trời nhiều nút rồi anh em ơi. Còn đây một cây đại lộc nữa. Anh cứ quay quay thẳng dài xuống đây luôn. Rồi, cây số 9 này có vị trí số 9 là giá 6 triệu. Rồi, mình đi tìm vị trí số 10 nha anh em. Số 10 anh em ơi. Đây, số 10. Rồi, số 10 anh Tiến ơi. Đây, số 10. Số 10 nha bà con. Số 10 anh em ơi. Cái này tới 24. Rồi, 24 nha anh em. Dạ. Rồi, chiều cao anh ơi. Chiều cao của số 10. 1m15. Rồi, chiều cao của em này là 1m15. Đại lộc nha anh em. Thổi đo chiều ngang ha. Rồi, số 10 nha anh em. Đo chiều ngang không anh? Rồi, đo cái độ rộng cái anh Tiến ơi. Độ rộng là 1m1. Độ rộng 1m1. Nạp bông nè, anh cứ việc quay bông cho bà con coi. Cây này anh thích chỗ nào, bây giờ anh chưa đưa cái dàn máy lên, anh thích chỗ nào anh muốn quay chỗ đó. Trên dưới, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, thích cái đông quý đó. Số 10 nha anh em. Đó. Muốn thích đâu anh quay dịch, đó. Dịch dùm em đi. Đó. Anh thích chỗ nào quay chỗ đó, muốn trên, muốn trên, ra trên, này, dưới nè. Dưới, trên, dưới gì đó. Có hết nha anh em. Nút không? Quá nhiều nút. Muốn quay chỗ nào quay. Cây này là em cũng ghép có 5 gữ. Rồi, số 10 báo giá như anh Tiến ơi. Dạ, 7 triệu. Số 10, 7 triệu nha anh em. Rồi. À, dàn cọc cũng như không, cái kia. Không, cái này là 10 cây là kết thúc clip này hả? Dạ. Rồi, em đứng ra chào cái. Rồi, đã, anh Tiến đã giới thiệu nè, rồi. Nè, anh nãy có quay cái đế rõ cho bà con thấy không? Ờ, cái này là đại lộc anh Tiến. Rồi, xe dạ. Xe giùm em cái đi anh. Đó. Ờ, chịu khó, xe nhẹ nhẹ giùm em. Này mình không có cái gì mà quay, mình chỉ nằm dưới lắc không? Nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi, lắc nhẹ nhẹ thôi. À. Số 10 nha anh em. Đúng rồi anh Tiến. Mấy chậu này lắc được, mấy chậu kia lắc không nổi. Dạ, số 10 có giá 7 triệu. Anh Tiến đọc nhắc lại giùm em từ số 1 tới số 8 rồi hai cây cuối rồi. Từ số 1 đứng lên. Từ số 1 đến số 8 là mình để cho bà con một cây là 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Còn cái đại lộc. Đại lộc cuối. Hai cây đại lộc thì một cây thì 6 triệu, một cây 7 triệu. Rồi, hai cây 7 triệu. Thì anh Tiến sẽ tiếp tục giới thiệu thêm. Nhưng mà cái clip này anh Tiến kết thúc tại đây. Anh Tiến cho cái lời chào các anh. Dạ, em kính chúc bà con được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn thì vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Bà con được gì thì mình vui cái này. Dạ. Dạ, kính chào bà con. Dạ, mong anh em ủng hộ cho anh Tiến nha anh em. Rất mong anh em, cảm ơn anh em nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo. Mến chào, tạm biệt.